Ánh dương trên đời con là tình yêu của ba mẹ. Con chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời của ba. Ba và mẹ cũng là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Ben đó ba. Ba ơi! Mẹ ơi! Để rồi khi hạnh phúc gia đình dục tắt, nụ cười cũng đánh rơi. Anh sẽ là người bạn đầu tiên của em. Anh thích em cười vậy đó. Em sẽ cười tươi như vậy. Tưởng chừng trái tim sẽ được sưởi ấm rồi nha. Nhưng những cảm xúc đầu đời đầy thơ dại lại tiếp tục chịu tổn thương và đẩy cô gái nhỏ ấy rơi vào lầm lỗi. Con không yêu Ben, con tuyệt đối sẽ không kết hôn với Ben đâu. Nên thế em yêu anh lắm, Ben. Yêu anh lắm anh. Cú ra. Con. Trời ơi, không có đứa con gái nào làm như vậy đâu. Bỏ ra. Vừa lòng chưa? Bỏ ra. Vừa lòng chưa? À thiết, hả? Con làm cái gì em vậy? Anh đã thiết định cưỡng hiếp Ben, hả? Trời ơi. Đón xem bộ phim truyện Thái Lan Miếng Trời Cao Còn Có Ánh Dương 17:30 mỗi ngày trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 24/10/2021. Ngoại tình, cuộc phiêu lưu cảm xúc nguy hiểm nhưng hấp dẫn của những quý ông hào hoa. Kỷ niệm ngày cưới nhưng không thấy mặt chồng đâu hết, đúng là đáng thương thật. Nhà mình có chỗ nào không? Tại sao? Cô ở địa vị cao hơn, sao không biết kiểm soát cảm xúc của mình? Tôi sẽ đóng cửa Mass Organize và đuổi toàn bộ nhân viên của cô. Chỉ là một người đàn ông thôi, cho cô em đi không? Đau khổ vẫn mạnh mẽ là chân dung của người vợ xinh đẹp này. Tuy nhiên, tất cả đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nữ cường nhân ấy khi kẻ thứ ba là cô em gái ruột. Đứa bé này là con của anh Max đó. Niệm là em gái con, Niệm là gia đình mà. Một lần sai lầm, một đời trả giá. Cô phải chết. Anh Amin. Đón xem bộ phim truyện Thái Lan Chiêu Trò Lừa Gạt 17:30 mỗi ngày trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 20/9/2021. Một cố vấn tình yêu bất bại trên mọi mặt trận. Đại sư Trình à, anh đúng là danh bất hư truyền. Tôi nói cho anh nghe, lần này tôi làm quen từ nhạc thành công rồi. Lại chưa từng nghĩ sẽ thoát kiếp độc thân. Tôi thấy nên gọi là mối tình đầu thầm lặng không có kết cục đó. Đến chính mình đó cô còn không mai mối được, còn ra vẻ chuyên gia cái gì nữa chứ. Cho đến khi cô gái ấy xuất hiện. Đúng dâm hả? Tôi không nghe nhầm mới chứ. Hoàng già rắc rối. Nhờ phúc của anh mà tôi quay về nước đó. Hay một nửa hoàn hảo. Rồi đừng có ói, dù gì cũng không được ói lên người tôi. À! Hài hước. Tôi đeo vào mà coi được sao? Thì cứ thử đi. Vui nhộn. Nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Tôi rất cần có anh. Bộ phim truyện Quý Ông Hoàn Hảo sẽ được giới thiệu vào lúc 17:00 mỗi ngày trên truyền hình Vĩnh Long 2, bắt đầu từ ngày 11/9/2021. Mời quý khán giả đón xem.